Sáng nay 30 tháng 9 tại thành phố Rạch Giá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng PVcombank chi nhánh Kiên Giang tổ chức ngày hội văn hóa PVcombank năm 2023 với chủ đề Mở tiềm năng, mở tương lai, khu vực miền Tây Nam Bộ. Đến dự và phát biểu khai mạc ngày hội có đồng chí Mai Văn Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Mai Văn Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, ngành ngân hàng luôn được xem là mạch máu chính trong dòng chảy tiền tệ tài chính quốc gia, có vai trò đảm bảo nguồn vốn là chất xúc tác quan trọng đối với nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như đáp ứng các nhu cầu tài chính của người dân ở mỗi địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, trong thời gian qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam nói chung và Ngân hàng PVcombank chi nhánh Kiên Giang nói riêng đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong triển khai thực hiện các giải pháp về tăng trưởng huy động vốn tín dụng, giúp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hồi phục và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, nhất là đảm bảo các nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh ngành lĩnh vực. Trong năm 2022, cho vay tăng 104,9%, huy động vốn tăng 62,92%. 9 tháng đầu năm 2023, huy động vốn tăng 43%. Đặc biệt, đơn vị đã luôn đồng hành quan tâm ủng hộ địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như hỗ trợ bệnh nhân nghèo, bếp ăn từ thiện trong mùa dịch COVID-19, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho các gia đình chính sách và xây cầu nông thôn, tạo điều kiện cho sinh viên của trường đại học cao đẳng đến thực tập, làm việc. Ngày hội văn hóa PVcom diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như sự kiện đi bộ nhằm lan tỏa tới khách hàng cộng đồng về một hình ảnh PVcombank năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp và nhân văn. Hoạt động trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các địa phương miền Tây Nam Bộ, tham gia chương trình tiêu biểu với các trò chơi vận động và hoạt động thể thao, thi đấu môn bóng đá.